Huỳnh Hiểu Minh phụ với Angela Baby, hành động mờ ám ngọt ngào với Chipu, tình yêu chấm nở. Những ngày qua, thông tin Chipu là đại diện Việt Nam tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng cùng hàng loạt những tên tuổi đình đám nhận được sự quan tâm của netizen. Mới đây, netizen đã lan truyền những hình ảnh của Chipu tại xứ Trung. Dù hình ảnh không rõ nét vì team qua đường quay từ xa, nhưng khán giả Việt vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng Chipu, nữ ca sĩ diện váy trắng đi giày cao gót, đến tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh. Nam tài tử chủ động cúi thấp người, tươi cười chào đón đại diện đến từ Việt Nam. Huỳnh Hiểu Minh là tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Trung. Trong suốt hơn chục năm qua, anh được các đài truyền hình đặc biệt yêu thích mời góp mặt trong nhiều show giải trí. Huỳnh Hiểu Minh cũng chính là MC quen mặt dẫn dắt Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng. Chính vì thế, khoảnh khắc nữ ca sĩ đến từ Việt Nam lần đầu chạm mặt nam tài tử Trung Quốc nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Chipu gần đây thường khoe ảnh cận mặt chụp beauty cực lung linh kèm với dòng trạng thái mời anh vào team em hay đơn giản là biểu tượng đóa hoa hồng. Đây đều là những ca khúc gắn liền với tên tuổi Chipu. Đáng chú ý, chiều ngày 5 tháng 4, sau khi hình ảnh Chipu ở Trung Quốc bị rò rỉ, nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng chú thích "I squish as a mango", tạm dịch ngọt như quả xoài. Người hâm mộ cho rằng đây là động thái mà người đẹp ngầm xác nhận đang thi hát ở nước bạn bởi Mango TV, cũng chính là nhà đài phát sóng show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rải Sóng. Mặt khác, cách đây vài ngày, Huỳnh Hiểu Minh đã gây tranh cãi dữ dội trong giây phút tái ngộ vợ cũ Angela Baby. Cụ thể, đêm hội Weibo diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 3 vừa qua là sự kiện nóng nhất châu Á và thậm chí vẫn còn giữ nhiệt cho đến tận hôm nay. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby có thể được coi là hai cái tên gây sóng gió nhất đêm hội bởi loạt khoảnh khắc cả hai thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp khi đối phương đứng trên sân khấu. Đáng nói, không chỉ đôi vợ chồng cũ này, chị đại minh tinh Lý Băng Băng cũng bỗng đứng giữa tâm điểm tranh cãi chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi tương tác với Huỳnh Hiểu Minh. Được biết, khi Angela Baby nhận giải cùng dàn tiểu hoa 85 trên sân khấu, nam tài tử họ Huỳnh vẫn vỗ tay nhưng bị phát hiện đang thì thầm to nhỏ trò chuyện cùng Lý Băng Băng. Đến nay, công chúng xứ Trung bỗng dậy sóng trước nghi vấn Lý Băng Băng hỏi Huỳnh Hiểu Minh về Angela Baby, tôi đẹp hay cô ấy đẹp. Đáng nói, nữ minh tinh này lại là người từng bị nghi ngờ là lý do hôn nhân Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby tan vỡ. Netizen soi ra khẩu hình miệng của Lý Băng Băng, tôi đẹp hay cô ấy đẹp, tuy nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán. Sở dĩ netizen soi ra được câu nói của Lý Băng Băng là vì khẩu hình miệng của nữ diễn viên quá rõ ràng vào thời điểm đó. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, hoặc minh tinh này chỉ muốn hỏi trêu người bạn lâu năm. Sự việc thậm chí còn vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi bài phân tích về câu nói của Lý Gia bị tung lên mạng. Hàng loạt netizen đổ xô vào kênh Douyin của nữ minh tinh này để tấn công với bình luận Angela Baby đẹp hơn, chắc ghen tị nên mới hỏi chứ gì, sao muốn hỏi thì nhớ che miệng lại nha chị. Trước đó, Angela Baby cũng gây xôn xao vì khoảnh khắc thì thầm với Dương Mịch khi chồng cũ phát biểu. Không biết nữ diễn viên nói gì mà khiến Dương Mịch trầm trồ trợn mắt vì ngạc nhiên. Khi Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby ly hôn, Lý Băng Băng bị nghi ngờ là người thứ ba chen chân vào chuyện tình thế kỷ ồn ào. Cuối năm 2022, cư dân mạng từng đào lại đoạn clip nữ diễn viên có hành động thân mật với tài tử Tân Lộc Đỉnh Ký khi anh vẫn chưa ly hôn Angela Baby. Trong video, Huỳnh Hiểu Minh đang nằm trên ghế sofa, Lý Băng Băng từ ngoài cửa bước vào, hai người ôm rất thân thiết. Lý Băng Băng còn cúi xuống ôm Huỳnh Hiểu Minh, em là Angela Baby, anh có muốn em hôn anh không? Ngay lập tức, Huỳnh Hiểu Minh mở mắt và đáp, có máy ảnh máy quay kìa. Tuy nhiên, một số người hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Băng Băng chỉ ra rằng đây chỉ là cảnh hậu trường khi Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh hợp tác trong một chương trình.